Hi, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình làm clip này là để nói rõ hơn về các gốc bắn ha. Tại mình thấy có nhiều bạn kêu mình hướng dẫn bắn gốc 45, gốc 80 này kia được ha. Thì nói chung thì hôm nay mình sẽ nói về các gốc bắn nha các bạn. Thì đây là cái cây tràm mình mới vừa cưa ra các bạn. Mình cưa ra mình cột vô ha. Mình cũng không có làm cái đầu chạc nữa. Cột vô mình tranh thủ cho nhanh. Thì bây giờ trước tiên để vào vấn đề đó thì mình sẽ test thử cho các bạn xem ba cái gốc bắn của mình ha. Thì ba cái gốc bắn hiện tại mà các bạn sử dụng nhiều á, mình thấy các bạn chơi nhiều á, là gốc 90, gốc 45 và cái gốc truyền thống gốc đứng. Thì bây giờ mình sẽ bắn thử ba cái gốc này cho các bạn xem ha. Các bạn để ý nha. Thì trước tiên mình bắn cái gốc đứng nha các bạn. Gốc truyền thống ha. Giờ mình sẽ bắn cái góc 45. 45 là bắn như vậy ha. Bây giờ tới cái góc 90 các bạn. 90 là cầm cái ná đứng lên gì ha. Rớt cái chai luôn. Đó là ba cái góc bắn mà các bạn rất là hay bắn, hiện giờ thì các bạn rất là hay sử dụng ha. Còn mình thì mình chỉ chơi cái góc 80 thôi, mình rất thích cái góc 80 ha. Thì nói chung á, bây giờ mình nói về cái góc bắn á, thì nó rất là nhiều góc bắn các bạn. Nó không chỉ là 90, 80 hay 45 mà nó còn rất nhiều, 70, 60, tại vì cái tay của chúng ta xoay thì nó sẽ thay đổi các bạn. Tùy theo cái độ xoay của chúng ta nó sẽ thay đổi, là cũng tùy theo cái góc bắn của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi. Nếu mà các bạn cứ tập trung vào một cái góc bắn á, thì các bạn chỉ có thể bắn bia ở nhà thôi ha. Các bạn ở nhà các bạn bắn bia thì nó chỉ cần duy nhất cái một cái góc bắn thôi. Nhưng mà khi các bạn đi săn á, đi ra ngoài săn á, thì mục tiêu nó ở hết mọi nơi, nó ở đủ mọi nơi hết. Khi này thì một cái góc bắn của bạn sẽ không thể nào xử lý hết được. Các bạn phải cần rất là nhiều góc bắn, các bạn cần phải thành thục rất là nhiều góc bắn thì các bạn mới có thể đi săn được ha. Đó. Tại vì khi mà chim nó ở trên đầu thì ta cần phải chuyển sang cái góc bắn khác, hoặc là nó nằm ở những cái vị trí nào đó nó không thuận lợi, bắt buộc chúng ta phải đổi cái góc bắn để cho nó phù hợp với lại cái tầm bắn đó. Đó, cho nên là nó sẽ góc bắn của chúng ta nó sẽ thay đổi liên tục. Đó. Khi các bạn muốn săn gốc thì tất nhiên là các bạn phải tập cho tốt các cái góc bắn của mình, và các bạn phải biết cái góc nào đạn nó sẽ đi ở cái hướng nào. Thì sau đây thì mình sẽ nói chi tiết về cái hướng đi của viên đạn theo từng cái góc bắn ha. Rồi ok, giờ mình sẽ quay ngược cái camera lại đây. Chào các bạn nha. Thì ở trong những cái clip hướng dẫn của mình á, thì có rất nhiều bạn ở nước ngoài xem ha. Thì những bạn nước ngoài đó không có hiểu được mình nói cái gì ha. Thì có yêu cầu mình làm thế nào để cho nó dễ hiểu. Thì hôm nay mình có đem cái quyển vở để mình hướng dẫn ha. Thì ở đây thì bây giờ mình sẽ vẽ ra một cái sơ đồ là gốc bắn ha. Thì bây giờ đây là cái góc 90. Góc 90 tức là cái góc mình để cái ná đứng như vậy, đúng không các bạn? Là góc 90 ha. 90 độ ha. Đây là góc 45 độ. Ha. Góc truyền thống là góc đứng đây. Truyền thống. Đấy. Thì bây giờ cái cách ngắm như thế nào? Thì cái góc góc 90 này thì chúng ta đã biết rồi, đạn
hướng đạn nó đi, nó sẽ đi ở hướng này ha các bạn. Từ cái khu vực ở bên đây sang cái khu vực bên đây. Đó là cái hướng đạn nó đi, cái hướng đạn mà nó đi mà mình có thể mình ngắm được ha, từ đây sang đây. Đó. Còn ở cái góc 45 thì cái hướng đạn của nó đi, hướng đạn nó đi sẽ nằm ở trong đây, ở phía trong cái chạc các bạn. Cách từ đầu chạc vào trong thì nó cái hướng đi của nó là nó nằm khoảng này. Khoảng này là cái hướng mình sẽ để các bạn nhìn rõ hơn. Đây. Đây là góc 45. 45 chúng ta sẽ ngắm ở đây, cái điểm ngắm của chúng ta là nó nằm ở đây. Ha. Nằm ở đây. Còn cái góc truyền thống là góc đứng. Đứng truyền thống. Thì chúng ta ngắm ở bên trong này. Ở bên trong này. Ha. Nó cái đường đạn nó sẽ đi ở bên trong đây. Vậy thì ta chỉ cần tìm hiểu được một chút cái lý do là được rồi ha. Mình đã biết cái hướng đạn nó đi rồi thì mình sẽ biết cái góc để mà mình ngắm ha các bạn. À, mình cầm ná như thế nào thì mình sẽ ngắm ở cái điểm nào cho nó chính xác ha. Ví dụ nếu như mình bắn cái góc 90 đi. Góc 90 thì cái đường đạn nó sẽ đi thẳng. Nó đi thẳng mà nó chỉ sai lệch hai bên đây thôi. Ha. Một là nó sẽ ăn vào ngay thẳng ở đây, hai nữa nó sẽ ăn xung quanh đây thôi. Hai phạm vi của nó ở khoảng cái khu vực này. Còn nếu góc 45 thì cái phạm vi của nó thì nó sẽ ăn từ từ ở trên cái đầu chạc này vào trong đây. À, ta sẽ ngắm ở trên cái đỉnh chạc này ha. Thì phạm vi đạn nó sẽ đi ở trong cái phạm vi này. Tùy theo cái tầm xa hay gần. À, tùy theo tầm xa hay gần nữa mà đạn nó đi nữa. À, chúng ta cần phải để ý kỹ ha. Và cái góc đứng, góc truyền thống cũng như thế. Đạn nó sẽ ăn ở khu vực bên trong đây, bên trong cái chạc đây, sẽ ăn ở bên trong đây, tùy theo xa gần. À, nếu mà khoảng khoảng cách tầm 20 mét đó, thì mình sẽ ngắm nó ở ngoài này, 20 mét. Mình ngồi trên võng mình khó giết các bạn. Đây là 20 mét nè. 20 mét mình sẽ ngắm nó ở ngay cái điểm này ha, cái điểm đầu chạc. Và 30 mét thì nó sẽ ra ngoài đây luôn các bạn. Điểm này sẽ là 30 mét. Đó. Ta cứ ngắm ngang đi thôi ha. Ở trong đây thì 15 mét, 10 mét thì mình sẽ ngắm ở phía trong này. Nó rất là đơn giản chứ không có cái gì khó đâu ha. Thì cái đường đạn nó đi nó chỉ ở xung quanh cái khu vực này thôi. Bạn thấy đó, đường đạn nó đi thì nó cũng ở xung quanh khu vực ngay cái đầu chạc này thôi. Ha. Là do nhiều khi cái góc ta thay đổi. Nhiều khi mình bắn thì mình bắn như thế này. Thì cái đường đạn nó cũng sẽ đi ở trên đây các bạn. Đây là góc 80 mình hay bắn ha. Thì cái đường đạn của mình nó đi ở đây. Ừ. Thì từ đây nó cũng sẽ có thể là nó ăn ra đây. Cũng có thể là nó sẽ ăn sang đây nữa các bạn. À, cái phạm vi mà cái viên đạn nó đi thì nó nằm ở trong một cái khoảng rất là rộng ha. Đó, và tùy theo cái mình thấy cái đường đạn nó đi hướng nào. Mình ví dụ mình thấy cái đường đạn nó đi hướng này thì mình sẽ ngắm ở bên đây thôi. Các bạn hiểu không? Đó, mình phải nhìn xem cái đường đạn nó đi cái hướng nào mình ngắm theo cái hướng đó. Ha. Phát đầu tiên thì chúng ta có thể bắn hụt được ha. Còn cái phát thứ hai thì chúng ta không thể bắn hụt được ha. Tại vì chúng ta đã thấy cái đường đạn rồi. À, cái phát đầu tiên mình sẽ ngắm. Mình ngắm ngay cái mục tiêu này. Ngắm ngay cái mục tiêu này.
mình thấy cái viên đạn nó ăn sang đây. À, thì phát thứ hai mình sẽ ngắm về đây, mình sẽ ngắm về cái điểm này, à, để cho cái viên đạn nó sẽ ăn trúng cái mục tiêu ở đây này các bạn. À, đó là cái cách để mà mình ngắm ha, mình ngắm cái mục tiêu ha. À, mình chỉ xê qua xê lại thôi ha. À, nó chỉ có đơn giản vậy thôi các bạn, chứ không có gì nhiều đâu ha. À, góc 90, phạm vi đạn nó đi từ đây qua đây. À, chúng ta nhìn xem nó đi cái hướng nào, chúng ta ngắm theo cái hướng đó thôi, nó rất là đơn giản. Góc 80 cũng vậy, hay góc 45 thì nó, chúng ta không nhìn ở trên nữa, không nhìn ở trên mà nhìn ở bên trong cái đầu chạc. Từ góc 45 trở đi thì ta không nhìn ở đỉnh chạc nữa, ở đây chúng ta không nhìn đây, chúng ta sẽ nhìn ở bên trong cái đầu chạc này. Thì ở góc 45 chúng ta sẽ nhắm vào khoảng này. À, ví dụ cái chạc của mình vậy. Thì góc 45 mình sẽ ngắm ở đây, chứ mình không ngắm ra cái đỉnh chạc nha các bạn. Đó. À, góc ngắm của mình nha. Các bạn thấy rõ không? Nè. Còn một điều nữa, một điều này là nó khá là quan trọng ha. Nó giúp cho mình có thể bắn được tất cả các cây ná, tất cả những cái cây ná, những cái cỡ chạc. À, thì nó cũng không có cái gì ghê đâu, nó không có gì ghê gớm đâu. Thì cái cách của mình ngắm á, bạn thấy nè. Ở đây nè. Mình kéo căng sự thông ra, mình ví dụ ở đây là cái điểm ngắm nè. Mục tiêu hay là cái mục tiêu thì mình sẽ ngắm. Các bạn thấy hai sợi dây mình nó trùng với nhau đúng không, nó trùng với nhau đó. Thì mình sẽ nhìn thẳng theo cái mí thung này các bạn. Có một mình nó cũng hơi khó làm ha, cho nên mình sẽ dừng ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây, cái mí thung này nó đi thẳng một đường tới ngay cái mục tiêu, các bạn thấy không, thấy rõ không? À, khi mình ngắm thì mình sẽ ngắm theo cái mí thung này các bạn, nhìn từ cái mí thung này nó đi thẳng tới cái mục tiêu này. À, đây là cái lý do mà cho dù mình sử dụng bất cứ cái chạc nào mình vẫn có thể bắn trúng được nha các bạn. Mình nhìn theo cái đường thun này nha các bạn. À, tới cái mục tiêu. À, bây giờ thì các bạn cũng có thể hiểu được rồi ha. À, thì đó là cái cách mà mình bắn. Đây là cái góc 80 các bạn. Mình hay bắn như vậy nè. Đó. Mình nhìn cái mục tiêu như vậy mình bắn. Đó. Hai sợi dây nó cân bằng với nhau. Thẳng một đường nè. Thẳng một đường tới đây. Thẳng một đường tới đây. Nó phải nằm ở trên một cái đường thẳng nha các bạn. Đó. Có khi thì mình sẽ nhắm ở đây, cũng có khi mà mình sẽ nhắm ở đây, cũng có khi là mình sẽ nhắm ở đây ha. Thì nó ở quanh cái khu vực này thôi, đạn nó đi ở trên cái khu vực ngay cái đỉnh chạc thôi, cái góc mà mình hay bắn á. À, đó là cái cách mà mình ngắm ha, đó là cái cách mà mình ngắm bắn ha. Mình biết các bạn rất là tò mò về cái cách để mà mình ngắm mình bắn. À, thì clip này là mình đã nói rất là rõ rồi ha. À, còn về cái kỹ thuật á, thì về cái kỹ thuật thì chúng ta cũng cần phải luyện tập nha các bạn. À, đó là cái mình vừa có trình bày cái cách mà để mình chúng ta biết được cái hướng đạn nó đi ha. Đó. Thì chúng ta có thể áp dụng nó vào để mà ngắm ha. À, còn nói về cái kỹ thuật cái bắn thì nó rất là nhiều các bạn ơi. À, nói chung là ở mỗi một cái tư thế khác nhau thì cái đường đạn nó đi khác nhau. À, quan trọng là sao? Quan trọng là chúng ta phải nắm bắt. Mình ví dụ mình đang đứng ở một cái tư thế này mình bắn, mà mình ngắm ở cái đỉnh chạc,
mình ngắm cái mục tiêu đang ngắm ở đỉnh chạc, mà bây giờ nó bị lệch cái mục tiêu, là mình phải ngắm ở trong đây thì nó mới trúng cái mục tiêu. Tức là đường đạn nó ăn qua bên phải cái mục tiêu ha, khi mình ngắm vậy thì nó phải ở trong đây thì nó mới trúng. Đó, thì khi này mình vẫn giữ cái phát thứ hai mình bắn, mình vẫn giữ đúng cái tư thế này các bạn. À, mình vẫn giữ đúng cái tư thế này, nhưng khi mình ngắm á, thì mình sẽ ngắm ở trong đây, chứ mình không ngắm ngay đầu ná nữa mà mình sẽ ngắm ở trong đây. Tại vì mình biết ở cái góc bắn đó, ở cái tư thế đó, đạn nó sẽ đi ở ngay cái hướng đó, cho nên mình phải ngắm ngay cái hướng đó nó mới trúng. À, mình ngắm ngay đỉnh chạc thì mình bắn hoài nó cũng không trúng ha các bạn ha. À, tại vì ở mỗi một cái hướng bắn khác nhau á, thì cái đường đạn nó sẽ đi khác nhau ha. À, quan trọng là mình phải thích nghi tốt, mình phải nhìn thấy cái đường đạn. À, cái phát bắn đầu tiên á, ta không cần phải bắn trúng các bạn, các bạn phải cố ý tập trung ngay cái đường đạn, nhìn cái đường đạn xem nó ăn bên phải mục tiêu hay bên trái mục tiêu, nó ăn như thế nào, rồi chúng ta chỉnh lại thôi, chỉnh lại cái đường ngắm của chúng ta là nó sẽ trúng mục tiêu thôi ha. À, đó là cái cách mà đi săn các bạn, nó khó lắm các bạn. Tại vì đi săn á, nó rất là nhiều cái tình huống, nó rất là khó khăn, nó rất nhiều cái khoảng cách khác nhau, nó nhiều cái tư thế khác nhau, nó nhiều cái góc bắn khác nhau. Mình ví dụ bây giờ các bạn ở nhà các bạn đứng bắn, các bạn luyện tập đứng bắn không à, các bạn quen rồi, bây giờ đi ra ngoài đồng các bạn ngồi xuống các bạn bắn thì sẽ không trúng. Tại vì sao? Tại vì ở nhà mình đứng bắn mình quen rồi, à, bây giờ ngồi xuống cái tư thế nó thay đổi thì cái đường đạn nó sẽ thay đổi các bạn. Giờ bạn ngồi bắn trúng, bạn đứng dậy bạn bắn cũng trúng, mà bây giờ mình kêu bạn cum cum đi, à, không ngồi không đứng mà cum cum bạn bắn thì không bao giờ trúng, nó lại khác nhau nữa ha. Cho nên là mỗi cái tư thế nó đều cho một cái đường đạn khác nhau hết. À, quan trọng là chúng ta phải nhìn thấy được cái đường đạn, à, để cái phát thứ hai đó chúng ta có thể là chỉnh sửa lại được cái đường ngắm của mình, à, để cho nó trúng cái mục tiêu ha. À, quan trọng là ta phải nắm bắt cho nó lẹ. À, nếu như mà chúng ta chơi tốt nữa thì ở trong bất kỳ cái tư thế nào chúng ta cũng có thể bắn trúng được cái mục tiêu hết các bạn ha. À, khi đó là nó sẽ rất là tốt rồi ha. Nhưng để luyện được tới cái trình độ đó thì phải rất là lâu ha, phải vài chục năm chứ không phải là đơn giản nói có thể được là được các bạn. Tại vì nó mỗi cái khoảng cách nó mỗi khác nhau, ta cần phải luyện tập khoảng cách khác nhau, ta cần phải luyện tập tư thế khác nhau. Mình đứng bắn thì nó khác, mình ngồi bắn thì nó khác, mình ngồi trên xe mình bắn nó khác, mình ngồi trên võng mình bắn nó lại khác nữa. Tại vì mỗi cái tư thế nó mỗi cái tư thế, mỗi cái góc bắn nó sẽ cho một cái đường đạn đi khác nhau. Đó, thì lúc nãy mình có nói đó, cái khu vực để mình nhắm á, thì nó sẽ rộng như vậy. Tùy theo cái tư thế của mình ngồi, có thể đạn nó sẽ đi qua đây, hoặc là nó đi ngay chính giữa, hoặc là nó đi sang bên trái bên phải, tùy, nó là tùy theo cái tư thế của chúng ta khi ngồi bắn hay là khi cầm cái ná. Cái tư thế chúng ta thay đổi thì cái đường đạn nó sẽ thay đổi theo. À, khi chúng ta thay đổi thì đường đạn nó sẽ thay đổi theo. Bản thân chúng ta nhiều khi thay đổi mà chúng ta cũng không biết nữa các bạn. Chỉ cần tí xíu thôi, nhích nhẹ một tí xíu thôi là cái đường đạn nó sẽ thay đổi. Rồi, nó đơn giản nó chỉ có như vậy thôi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới đi ha. Rồi, mình sẽ làm video để mà trả lời với các bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. À, đây là cái cây tràm các bạn, mình sẽ để cho nó khô rồi mình sẽ làm một cái cây ná này, mà làm chữ Y là truyền thống rất là đẹp luôn ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn nha, nhớ đăng ký để xem những mẫu ná mới nha. Cảm ơn các bạn.